Chào các bạn, thì đây là chiếc Honda Winner X của mình. Kể từ lần thay nhức gần nhất thì chiếc xe nó đã đi được khoảng coi bao nhiêu? Hơn 3.000 km rồi các bạn. Bây giờ là nó là 30.734 km. Đó. Và cái lượng nhớt mình thay cái lúc mà mình thay nhớt vô từ lúc mình thay nhớt lần cuối cùng vô mình đã đi được 3.435 km. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành thay nhớt cho nó nữa nha các bạn. Thay nhớt và mình sẽ tăng xích cho nó. Tại vì xích của nó là cũng khá là trùng rồi các bạn. Mình sẽ tiến hành căng xích nha. Cộng dây xích này là từ lúc mình thay á tới nay là được 10.000 cây số rồi nè. Và cái mức của nó là vẫn còn nằm trong cái màu xanh này nha các bạn. Nếu mà nó vượt qua khỏi cái màu xanh mà nó vượt qua khỏi cái màu đỏ luôn á là mình phải thay cộng xích khác nha. Đây nó có cái vạch nè, vẫn còn nằm trong màu xanh là vẫn ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành thay nhớt và căng xích cho nó Để nha căng các bạn. xích cho xe thì mình cần có những cái dụng cụ như thế này nha các bạn. Các bạn nào muốn coi lại chi tiết cái cách mà căng xích cho xe này thì các bạn xem cái clip cũ nha. Đây mình chỉ làm thôi, mình không nói nữa nha. Tại vì nó cũng đơn giản á. Giờ mình sẽ tiến hành mình căng xích cho nó. Đầu tiên là mình sẽ nới lỏng. Nó lõm ốc trục sau nha. Giữ cái đầu bu lông bên trái và tháo con ốc bên phải. Bạn chỉ cần xả ra cho nó lỏng lỏng chút là được, không cần phải tháo hẳn ra. Kế tiếp là mình sẽ nới lỏng hai con ốc tăng xích ở đây. Bên đây cũng có một hai con ốc nè. Có hai ngóc tăng xích mình cũng nới lỏng nó ra luôn. Nó lỏng ốc ở ngoài thôi các bạn, ốc ở trong thì cứ để yên đó. Xong rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ dặn con ốc ở trong này vô nha các bạn. Ốc trong này nè, mình sẽ dặn vô. Con bên đây dặn bao nhiêu vòng thì con bên kia cũng dặn bấy nhiêu vòng. Vậy thôi. Nên mình dặn vô nửa vòng nha. Bên đây mình cũng dặn vô nửa vòng bên phía đối diện. Rồi mình tiếp tục mình nhìn cái độ trùng của xích. Nhìn độ trùng của xích, mình tiếp tục dặn thêm nửa vòng nữa. Bên kia mình cũng dặn vô nửa vòng. Đó. Kế tiếp là mình sẽ coi cái độ trùng nó được chưa các bạn. Có thước da thước thì các bạn đo, còn không mấy các bạn đo theo cảm tính cũng được. Đây là 25
25. Đẩy lên. 28.5 là 3.5 lận. Nó hơi gắt. Mình sẽ tăng lên thêm một vòng nữa. Nó còn hơi lỏng mà. Tăng lên nửa vòng nữa chứ. 7. Sau đó mình sẽ đo lại lần nữa. Này 26 nè. 29 nè, là ok đó. Tầm 30 mm tới 25 mm là được các bạn. Khoảng 2,5 cm tới 3 cm là ok đó. Rồi, giờ thì mình sẽ siết. Giờ mình sẽ siết lại con ốc của ngoài đây nè các bạn. Mình nhận lại con ốc ngoài đây vô nè. Nhặn vô, nhặn hờ vô thôi. Đó. Cho nó giữ cái con ốc ở trong lại. Bên kia cũng vậy. Đó. Và kế tiếp là mình sẽ siết lại con ốc trục các bạn. Các bạn quay thử cái bánh coi nó nhẹ không. Nếu mà nhẹ rồi á thì các bạn sẽ tiến hành các bạn chỉnh lực. Chỉnh lực và các bạn siết cái ốc này vô luôn nha. Siết cho đúng lực. Lực siết của ốc sau là 59 N trên mét. Các bạn có cần siết lực thì các bạn siết. Lấy ra xài. Nó an toàn hơn. Đó. Vậy là xong. Mình đã thực hiện xong cái việc mà căng xích cho xe Winner X nha các bạn. Căng xích xong mà các bạn quay cái bánh mà thấy nó nhẹ là ok rồi đó. Rồi. Cuối cùng là các bạn sẽ siết lại siết con ốc ở ngoài này cho nó chặt lại nha các bạn. Các bạn giữ con ốc này. Các bạn siết ốc này vô nha. Đó, để cho nó không bị lỏng cái đồ tăng sên. Bên kia cũng làm y chang. Để tiến hành thay nhớt cho xe thì đầu tiên mình sẽ làm nóng máy trước nha các bạn. Mình bật máy lên. Mình để cho nó nổ máy khoảng 3 phút nha các bạn. Bây giờ là 5:40. Thì tới 5:43 mình sẽ tắt máy và mình tiến hành thay nhớt nha các bạn. Tiếng máy của xe Winner X với V3 version 3 đó, sau 30.734 km.
Để thay nhớt cho xe thì mình cần có những cái dụng cụ sau. Một cái khay hứng nhớt, khay hứng nhớt này mình tự chế. Một cái cần siết lực, giải lực của nó là 5 tới 25 newton trên mét để mình siết ốc xả nhớt nha các bạn. Siết mở ốc xả nhớt là đều xài cần siết lực này hết. Mở ra thì các bạn xả hết lực, rồi các bạn xài như một cái cần siết tự động bình thường nha, chứ không có hư cần siết lực nha. Đừng có comment là xài cần siết lực mở ốc là hư nha. Là bao lắm. Một cái đầu socket 17. Nói chung là clip hướng dẫn thay nhớt thì mình cũng có làm nhiều rồi các bạn. Đây là ông lông đờn nhớt. Này để mình rót nhớt thải các bạn. Con này là để mình rót nhớt vô qua máy. Rót nhớt thải mình để riêng. Và một chai nhớt. Nhớt Honda mình xài nhớt này không ạ. Giá lanh quanh khoảng 330 tới 340 một bình á. Xài tốt lắm, đi 3000 cây vẫn còn êm. Nãy giờ cũng được 3 phút rồi thì giờ mình sẽ tắt máy nha các bạn. Sau khi tắt máy thì mình sẽ để nguội khoảng thêm 3 phút nữa rồi mình sẽ tiến hành mình xả nhớt nha. 3 phút trôi qua rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành xả nhớt nha các bạn. Ở đây là con ốc nhớt của nó nè. Mình sẽ dặn nó ra. Các bạn chỉ cần để này vô, các bạn dỗ một cái là nó ra. Đó. Dỡ ra xong rồi các bạn để cái khay nhớt vô. Bạn dặn ra. Đây là cái ốc nhớt và cái lông đền nhớt. Mình để đây đi. Đồng thời là mình phải mở luôn cái nắp nhớt bên đây nha. Nắp châm nhớt bên đây. Nắp châm nhớt bên đây nè. Nắp châm nhớt này nè. Để một cái khăn vô. Xong rồi lấy cái kềm. Nhặn ra thôi. Cho nó không có bị trầy cái nắp. Nhiều người không kỹ á. Để vô cái nắp bé nhầy luôn. Dặn nhiều cái nắp bé nhầy. Đó. Rồi cho nó có hơi nữa, nó chảy ra nhanh hơn. Nó có bị lọt mấy cái ấy vô. Rồi, giờ mình sẽ chờ nó chảy hết nha các bạn. Chờ nó chảy hết. Phải chờ một chút cho nó chảy hết ra nha. Phải nghiêng xe qua lại á. Để cho nó chảy hết ra. Trong khi chờ nhớt chảy hết thì mình sẽ tiến hành mình vệ sinh cái con ốc xả nhớt. Và thay cho nó một con lông đền mới các bạn. Cái này nó có dơ cũng không ảnh hưởng gì đâu. Mà kiểu rảnh thời gian thì làm thôi. Cho nó sạch bụi. Đây là con lông đền. Lông đền ốc nhớt. Sau khi các bạn siết vài lần á, nó sẽ bị khuyết. Tại vì bản chất con lông đền này nó bằng nhôm, nó rất là mềm nha các bạn. Để nó kiểu khi mình siết á, nó ép chặt vô cái thành lốc máy á. Cái lốc máy á, nó không làm nhớt xì ra. Thì mình sẽ thay một con mới. Lông đền này ở trong hit Honda nó bán có 5000, hit Honda bán có 5000 con à. Cho nên mua để dành. Mỗi lần thay nhớt là thay cái lông đền thôi. Vậy cho nó an toàn.
cái bề mặt mà nó láng rồi nè là nó sẽ ốp vô cái thành lốc máy nha. Còn cái bề mặt mà nó lòi lên á thì nó sẽ đưa vô cái con ốc, nó là vậy. Rồi, để tiết kiệm thời gian thì mình cũng mở luôn chai nhớt này nha. Nhớt thì nó có cái tem này nè, bóc tem bỏ. Mình xài nhớt hãng không các bạn, không có chơi nhớt bậy bạ ở ngoài mệt lắm. Chơi gì chơi chứ không chơi nhớt, xài một loại à. Giờ nhớt giả rồi, nhớt đẻo tràn lan luôn. Xe mà nó dính nhớt đẻo cái là thôi rồi, hết cứu. Vô hãng mua cho nó chắc. Không có tin, không có tin các bạn. Giờ ghê lắm, gian thương nhiều, muốn lợi nhuận mà. Đây, mình sẽ đục hai lỗ để dễ rót thôi. Đó. Rồi để sẵn vậy đi. Rồi mình đổ sao? Giờ mình sẽ quay lại mình coi coi nhớt nó chảy hết chưa nha. Sau khi nhớt chảy hết rồi thì mình sẽ tiến hành mình gắn lại con ốc xả nhớt nha các bạn. Đây, gắn lại thôi. Nhớ là phải có con lông đền nha. Không có là không được á. Mình dặn bằng tay trước xong rồi mình mới siết sao. Lực siết của con ốc này là 24 newton trên mét. Mình chỉnh lực nó lên 24 newton trên mét để mình siết. Đối với những cái lực siết nhỏ thì các bạn phải mua cái cần siết lực có giải lực nhỏ thì nó mới chính xác nha các bạn. Còn các bạn mua mà ví dụ như là 24 newton trên mét mà các bạn mua là 20 tới 110 là nó sai nhiều lắm, nó không có chính xác. Phải mua cái loại là ví dụ như 24 newton trên mét thì cái khoảng chia lực là từ 5 tới 25 là ok. Giờ mình siết nè. Đó, kêu vậy là ok đó các bạn. Sau khi xài cho con siết lực xong đó, thì các bạn xả nó hết lực ra vậy thôi để nó không bị hư. Giờ mình sẽ tiến hành châm nhớt mới nha các bạn. Tốt nhất là châm nhớt mới là nên có cái quặng các bạn, cái phễu á, chứ đừng có kiểu mà lấy cái chai mà đổ vô. Dung tích nhớt của con này á là 1 lít 1 khi các bạn thay nhớt và 1 lít 2 khi các bạn rã máy. Nhưng mà mình thì mình đổ nguyên chai không à, đổ nguyên chai 1 lít 2 là nó vừa chạm vạch trên của cái que thăm á, là ok, không thừa mà cũng không thiếu. Đổ từ hồi trước tới giờ là mình đổ vậy không các bạn. Sẽ đổ hết chai này. Xong mình sẽ đóng lại cái nắp châm nhớt các bạn.
trước khi đóng vệ sinh cho nó một cái, lau sạch cái lửa nhớt thừa mà nó nhiễu ngoài đây. Đóng vô. Các bạn siết nhẹ thôi. Siết nhẹ vô. Đó. Rồi ok. Giờ mình sẽ nổ máy nha các bạn. Sẽ để máy nổ khoảng 3 phút nha. Sau đó mình để nguội lại rồi mình thâm lại nhớt. Sau 3 phút thì mình sẽ tắt máy nha các bạn. Mình tắt máy mình chờ nhớt lắng xuống khoảng 3 phút nữa. Rồi mình thâm lại. Trong khi đó thì mình sẽ đổ cái lượng nhớt mình xả ra nha. Coi là nó được bao nhiêu nha. Mình đo cái lượng nhớt mà mình xả ra các bạn, coi là xe mình nó có bị hụt nhớt trong quá trình sử dụng không. Bình nhớt này mình tự chế nè, nó rất là tiện. Muốn xả mình chỉ cần tháo dặn cái nút này xong rồi mình chế vô. Nó cũng khoảng 1 lít 2 các bạn ơi nè, khoảng 1 lít 2 bằng với cái số lượng nhớt mình châm vô nha. Vậy là cái xe của mình vẫn ổn nha. Nhớt thải này mình sẽ bỏ vô một cái bình bự để mình bán lại nha các bạn. Bán lại hoặc là mình đem cho người ta xài máy cắt cỏ. Đây mình có cái bình bự nè, ở nhà mình thay như là mình đổ ở đây hết. Chắc cũng gần hơn 100 lít, còn mấy bình kia nữa. Một bình vậy là 18 lít đó. Bây giờ là cũng 3 phút trôi qua rồi nha các bạn. Mình sẽ thăm lại nhớt nha. À, trước tiên thăm lại nhớt á, sẵn có cái đồng hồ đây là mình set cái trip về không nha, để mình biết là khi nào là mình sẽ thay nhớt nữa. Trip A nè mình set về không, trip B mình cũng set về không luôn đó, mình reset nó để mình biết là hơn 3.000 cây hoặc là 3.000 mấy cây là mình sẽ thay tiếp. Rồi giờ mình sẽ thăm nhớt nha các bạn. Các bạn lau cho sạch cái que thâm nè, thấy không?
Rồi các bạn để vô, chọt vô. Chọt vô vậy nè. Đó. Lấy ra. Thấy không? Nó chạm mức trên nè. Là vừa đó. Vậy là ok rồi nha các bạn. Rồi, thì đó, mình đã tiến hành bảo dưỡng xong chiếc xe Winner X Version 3 của mình sau 3.000 km. Cảm ơn các bạn đã xem clip nha.